tai nghe Bluetooth mà chỉ còn có một bên tai như này thôi thì chỉ có thể là vứt. Chuyện nào hôm trước mình đeo tai nghe vô tình đánh rơi mất bên tai nghe lúc nào không biết, nên bây giờ chỉ còn một bên tai nghe thôi các bạn ạ. Mà đeo tai nghe chỉ một bên thôi thì nghe không thể nào đã được, nên mình đã dựng em tai nghe này về để khắc phục điều đó. Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn cùng xem nhé. Đây chính là cái tai nghe Bluetooth đó các bạn nhá. Đây, cái này nó có một cái dây nối giữa hai tai nghe này. Chính là vì nó có cái dây này nên mình đã quyết định dựng em tai nghe này về nhá. Bởi vì nếu mà bên tai nghe này rơi thì cái bên tai nghe này chắc chắn cũng không còn nữa rồi. Như vậy nếu mà nó có rơi thì cho nó rơi cả hai đi cho nó được đoàn tụ các bạn ạ. Cái tai nghe này thì có nút nguồn ở giữa đây các bạn nhá. Đây, nút nguồn này. Và có nút cộng trừ, chính là tăng giảm âm lượng nhá. Cái nút nguồn này có công dụng đó là nghe và gọi, cũng như là để mà bật bài hát hoặc là dừng bài hát các bạn nhá. Về phần cái núm tai nghe mình thấy khá là to đấy, để mình đeo thử nhá. Nhưng mà đeo rất là vừa tai các bạn ơi, đeo rất là khít tai nhá. Cái túi phụ kiện đi kèm của nó thì gồm có một cái dây sạc pin nhá, và có bốn cái núm tai nghe các bạn ạ. Đây, sẽ để thay thế cái núm này nhá. Không biết là shop gửi nhiều cái núm tai nghe này có mục đích gì, hay là cái núm tai nghe này nó nhanh hỏng nên shop gửi nhiều như vậy. Không phải đâu các bạn nhá. Cái núm tai nghe này nó có nhiều kích cỡ này. Đây, shop gửi một kích cỡ nhỏ hơn này, và có một kích cỡ lớn hơn. Còn kích cỡ này là kích cỡ vừa các bạn nhá. Đó, để mà các bạn đeo có thể vừa bên tai của mình. Để bây giờ mình sẽ cứ đối thử xem âm thanh nó như thế nào nhá. Wow, nghe rất là đã tai các bạn ạ, rất là ok nhá.